Bà Trầm Phượng Đê, khi biết mình bị ung thư, tôi ngồi bất động 3 tiếng. Trong chương trình Lời Tự Sự, diễn viên Kim Phượng trải lòng về khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Diễn viên Kim Phượng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 20 tuổi, tham gia hơn 20 bộ phim, trong đó có Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn, Cán Mẹ Chồng, Biển Đời Giông Tố, Bão Ngầm. Khác với hình ảnh cá tính trong phim, ngoài đời cô lại khá nhẹ nhàng, nữ tính. Trong chương trình Lời Tự Sự, cô thừa nhận bản thân may mắn khi có những vai diễn độc lạ giúp ghi dấu ấn với nghề. Thời gian gần đây, Kim Phượng gây chú ý với vai diễn trong phim Bão Ngầm. Để có thể hoàn thành nhân vật này, cô phải di chuyển ra Bắc ghi hình. Thời điểm đó, chính ông xã là người hỗ trợ, động viên, thậm chí là đảm nhận luôn phần chăm con để cô tập trung cho công việc. Trong phim, Kim Phượng thừa nhận phân đoạn gãi đàn bầu là một thử thách đối với mình. Để nhân vật thêm hay, thú vị thì tôi sẵn sàng học trong 3 ngày để kịp với lịch quay. Những đoạn đánh đàn, tay tôi chảy máu. May mà đến khi quay thì những phân cảnh đó có vẻ cũng được, cô chia sẻ. Kim Phượng kể thêm, để có thể hoàn thành tốt nhân vật này, cô đã tích cực tập võ, boxing. Nói thêm về chuyến ra Bắc đóng phim, nữ khách mời kể, cách diễn của diễn viên nó đa màu, đa chiều hơn. Tôi học hỏi được sự tươi mới của các diễn viên trẻ và học được cái chiều sâu từ những cô chú. Sau Bão Ngầm, Kim Phượng cảm thấy mình yêu nghề hơn. Nếu như ngày xưa, nhiều người thấy ngại chuyện làm việc giữa hai miền, thì bản thân nữ nghệ sĩ lại không cảm thấy khoảng cách mà thấy sự gần gũi. Đó là những trải nghiệm khó quên trong hành trình làm nghề của cô. Kim Phượng thấy bản thân may mắn khi vừa mới đặt chân vào nghề diễn đã có cho mình giải thưởng danh giá. Thế nhưng trong 20 năm hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp của cô đã có lúc chững lại vì phải tập trung chữa trị ung thư và sinh con. Nhớ về thời điểm đối mặt với căn bệnh quái ác, cô kể đó là năm 2005 khi đang đóng phim Ngã Rẽ Cuộc Đời. Tôi khá cẩn thận nên luôn để ý và chăm sóc sức khỏe. Khi có bất kỳ dấu hiệu khác thường là tôi đi khám ngay. Tôi thấy bên ngực phải có cái gì đó cứng và khác. Khi đi khám, bác sĩ cũng không nghĩ đó là ung thư vì tôi còn quá trẻ. Cô kể. Để an toàn hơn, nữ diễn viên quyết định sinh thiết và nhận kết quả không như mong muốn. Lúc đó trời đất như quay cuồng, tôi ngồi bất động 3 tiếng đồng hồ, không nói gì hết. Cô nhớ lại. Trước tình huống này, nữ diễn viên quyết định tự điều trị một mình, không nói với người thân vì sợ mọi người lo lắng. Phượng Đê của Những Đứa Con Biệt Động Sài Gòn chia sẻ, đó là sai lầm của mình. Tôi nghĩ mạnh mẽ như vậy, nhưng đến khi bệnh, có những lúc tôi yếu lòng. Nhưng nghĩ lại mình còn gia đình, còn những người thân yêu và còn rất nhiều hoài bão. Lúc đó tôi mới đứng dậy được. Kim Phượng chia sẻ, cô xuất thân từ gia đình nông thôn, bản thân lại là người Khmer, nên điều kiện kinh tế không có nhiều. Vì lo xa nên cô mua bảo hiểm sức khỏe, và chính điều đó đã giúp cô tránh được áp lực tài chính trong khoảng thời gian chữa trị. Nếu như trong lúc bệnh tật tôi buông xuôi thì có lẽ sẽ không có cơ hội ngồi ở đây. Đó là bài học cho tôi, không bao giờ bỏ cuộc. Vì mình còn rất nhiều hoài bão và còn người thân bên cạnh. Nó là bài học xương máu, là hành trang. Nó đi theo tôi, trở thành tính cách của tôi. Làm bất cứ điều gì cũng không hề bỏ cuộc. Nữ khách mời trải lòng. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Kim Phượng nói cô đang nỗ lực làm mới mình trong phim ảnh. Về gia đình, nữ diễn viên cũng cố gắng lắng nghe mình và mọi người xung quanh. Hiện tại thì mọi thứ vẫn đang ổn, bà Trầm Phượng Đê thừa nhận. Trải qua biến cố, nữ khách mời dự định sẽ lập kênh YouTube để chia sẻ về cách bảo vệ, giữ gìn sức khỏe đến mọi người. Cô khẳng định, điều đó rất là thiết thực.
xin tiết lộ cùng quý khán thính giả một chi tiết rất thú vị. Đó là bà Trùm Phượng Đê, tức nữ diễn viên Kim Phượng, cùng quê với chủ kênh YouTube Lý Thành Lập Official, đồng hương huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Xin chúc nữ nghệ sĩ Kim Phượng được nhiều sức khỏe, an yên và hạnh phúc.